đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, các chiến sĩ luôn kiên trung, sẵn sàng chiến đấu anh dũng, kiên định với lý tưởng cách mạng, bảo vệ và giữ gìn bình yên cho Tổ quốc. Càng gian khổ đau thương, càng thắp sáng ngọn lửa nhiệt tình cách mạng. Dù trong chiến tranh hay trong thời bình, hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Cụ Hồ luôn tỏa sáng, kiên trì vượt qua mọi nguy hiểm, anh dũng quên mình vì nhiệm vụ. Chúng tôi là người lính Bác Hồ, mang sứ mệnh màu xanh đất nước. Từng ta đất không.